Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Đầu tháng trước, Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ xuyên qua biên giới, giành được hàng chục khu định cư trong một động thái khiến ngay cả các đồng minh của Kiev cũng phải sửng sốt. Tuy nhiên, ngay từ đầu, các nhà quan sát đã nhận định có khả năng Ukraine sẽ giữ được lâu những thành quả của mình. Theo đó, các video định vị địa lý cho thấy các đơn vị Nga đã giành lại một vài ngôi làng nhưng tình hình vẫn còn bất ổn. Cả chất lượng và số lượng quân mà Nga cam kết ở khu vực này đều mơ hồ. Trong các báo cáo đáng tin cậy ở tiền tuyến cũng rất ít và thông tin không thống nhất. Ngày 12 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga đã bắt đầu phản công và cho biết họ có ý định triển khai từ 60.000 quân đến 70.000 quân ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 9, ông nhấn mạnh quân đội Nga vẫn chưa có bất kỳ thành công đáng kể nào. Những người lính anh hùng của Ukraine đang trụ vững. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chiến dịch Kursk của Ukraine đã đạt kết quả mong muốn, ông Zelensky phát biểu. Nói thẳng ra, chiến dịch này đã mang lại những kết quả mà chúng tôi trông đợi. Ở vùng Kharkov, đối phương đã bị chặn lại. Bước tiến của họ ở khu vực Donetsk đã bị chậm lại, mặc dù ở đó còn rất nhiều khó khăn. Theo đài CNN, giới chức Mỹ đánh giá rằng Nga sẽ cần tới 20 lữ đoàn, khoảng 50.000 quân để trục xuất toàn bộ lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Song, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết vào tuần trước rằng các hành động của Nga cho đến nay là không đáng kể và các nhà phân tích chưa thấy mức độ số lượng hoặc chất lượng nào có thể nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Một số đơn vị có năng lực cao dường như tham gia vào cuộc phản công của Nga. Video định vị địa lý cho thấy các đơn vị trực thuộc Trung đoàn Dù Tinh nhuệ số 51 tham gia vào một cuộc tấn công ở Kursk hôm 13 tháng 9. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá rằng có rất ít nhóm quân Nga ở Kursk là đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy lực lượng Nga có thể cố gắng cắt đứt quân đội Ukraine gần thị trấn Korenevo trước khi bắt đầu một chiến dịch phản công quy mô lớn hơn. Ngày 14 tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với CNN, một sĩ quan Ukraine tham gia chiến dịch Kursk cho biết quân đội Nga đã giành lại được khoảng 2 km ở rìa phía tây của khu vực mà quân Ukraine kiểm soát được vào tháng trước. Sĩ quan này cho biết tình trạng liên lạc kém đang cản trở hoạt động của họ. Cũng có dấu hiệu cho thấy các đơn vị Ukraine có thể đang phát triển một tuyến đường tấn công mới vào một khu vực khác của Kursk, gần thị trấn Veseloy. Điều này có thể nhằm mục đích đánh lạc hướng lực lượng Nga. Chuyên gia Robert Rose thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hiện đại tại West Point, Mỹ cho biết bằng cách phát động các cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới được bảo vệ mong manh, Ukraine có thể theo đuổi cuộc chiến du kích cấp tác chiến để hỗ trợ cho chiến lược tổng thể là làm tiêu hao. Bất chấp cuộc phản công đang diễn ra của Nga ở Kursk và tổn thất ngày càng tăng của Ukraine, Tổng thống Zelensky vẫn khẳng định cuộc tấn công vào Kursk là cần thiết và có giá trị, đồng thời đã làm chậm bước tiến của Nga ở phía đông Donetsk, nơi thành phố Pokrovsk đang bị đe dọa trực tiếp. Quân đội Nga vẫn theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh phía đông Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, mà cho đến nay họ đã kiểm soát phần lớn. Hầu hết các cuộc giao tranh trong cuộc chiến đều tập trung vào khu vực này. Ngày 13 tháng 9, tại một hội thảo ở Kiev do nhà báo Fared Zakaria của CNN điều hành, Tổng thống Zelensky nói rằng lợi thế của Nga so với Ukraine về đạn pháo ở khu vực Pokrovsk đã giảm từ tỷ lệ 12-1 xuống còn 2,5-1, điều mà ông cho là nhờ vào thành công của chiến dịch Kursk. Trong khi đà tiến của quân Nga chậm lại vào tuần đầu tiên của tháng này, không có lực lượng đáng kể nào được rút về để chiến đấu ở Kursk, mặc dù một số đơn vị đã được tái triển khai từ các khu vực ít tranh chấp hơn dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km trên lãnh thổ Ukraine. Moscow cho đến nay dường như ưu tiên mục tiêu giành lợi ích ở Donetsk hơn là giành lại lãnh thổ của mình ở Kursk. Phía Ukraine đã đưa ra một số lý do cho chiến dịch Kursk, rằng nó sẽ buộc Nga phải tái triển khai lực lượng đang chiến đấu ở tiền tuyến tại Ukraine, rằng nó sẽ cung cấp cho Ukraine lợi ích lãnh thổ để trao đổi trong bất kỳ cuộc đàm phán tương lai nào, rằng nó sẽ chế giễu ranh giới đỏ của Nga và rằng nó sẽ mang lại một nhóm tù binh chiến tranh để trao đổi. Tổng thống Zelensky hiện còn đưa ra thêm một lý do biện minh cho cuộc tấn công Kursk là nó nhằm ngăn chặn một kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền bắc Ukraine làm vùng đệm, một kế hoạch mà theo ông nó sẽ nuốt chửng các đô thị trong khu vực. Ông Zelensky nói với nhóm chuyên gia cố vấn rằng thông tin từ các đối tác của chúng ta chỉ ra rằng quân đội Nga có ý định tạo ra các khu vực an ninh sâu bên trong Ukraine. Ngày 13 tháng 9, ISVK cho biết Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đã có ý định tiến hành thêm các hoạt động tấn công dọc theo một mặt trận rộng hơn và liên tục hơn ở đông bắc Ukraine để kéo giãn đáng kể lực lượng Ukraine.
Hiện tại, những tham vọng như vậy của Nga đang bị trả lại. Tuy nhiên, họ vẫn nắm giữ lợi thế về hỏa lực và quân số trên hầu hết các mặt trận hiện có và sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật bắn phá dữ dội, tiếp theo là tiến quân bộ binh qua đống đổ nát. Trong khi đó, Ukraine có một số ưu tiên trước mắt là thiết lập và củng cố các tuyến phòng thủ ở phía đông và đẩy nhanh việc thành lập các đơn vị mới. Họ đang phát triển khả năng tấn công tầm xa để làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Nga như sân bay và kho nhiên liệu. Và Kiev đang tích cực vận động để được tự do hơn trong việc sử dụng tên lửa chính xác của phương Tây trong các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo Tổng thống Zelensky, bom lượn dẫn đường của Nga được gọi là FAB, chịu trách nhiệm gây ra 80% cơ sở hạ tầng bị phá hủy và Ukraine cần phải tấn công khẩn cấp vào các sân bay nơi chúng được phóng đi. Lời kêu gọi này dường như đang thu hút được sự chú ý. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, vài tuần và tháng tới có thể rất quan trọng. Điều rất quan trọng là Anh và Mỹ phải hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến giành tự do này. Nhưng chính quyền Mỹ vẫn đang cảnh giác với hậu quả của những gì Điện Kremlin đã cảnh báo là bước leo thang, đưa NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Phó giáo sư an ninh quốc gia tại Đại học New Haven, ông Matthew Smith bình luận rằng vấn đề cốt lõi là Ukraine thay đổi quyết định của Moscow như thế nào, dù là ở Kursk hay bằng các cuộc tấn công sâu hơn nhiều bên trong nước Nga hoặc cả hai. Chiến dịch Kursk có thể sẽ thành công trong việc thuyết phục ông Biden và các đồng minh phương Tây khác chấp nhận các cuộc tấn công sâu hơn. Theo ông Smith, nếu các cuộc tấn công tiếp theo có thể đẩy cuộc chiến vào sâu bên trong nước Nga, thì nó sẽ ảnh hưởng đến người Nga và sau đó ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Điện Kremlin. Điều đó sẽ định nghĩa chiến dịch Kursk là một thành công, nhưng theo ông Smith, chúng ta cần đặt ra câu hỏi lớn hơn. Cuộc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào? Ngày 15 tháng 9, hãng thông tấn độc lập Unian của Ukraine đưa tin, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã bước vào một giai đoạn mới, với những thay đổi đáng kể trên mặt trận phía đông. Những nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Pokrov đã gặp phải những trở ngại lớn, buộc quân đội nước này phải thay đổi chiến thuật và chuyển hướng tấn công. Unian dẫn lời cựu giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine, tướng Mykola Malomuk cho biết, các lực lượng Nga đã chuyển sự chú ý từ Pokrov sang các khu vực khác, đặc biệt là Kurakhiv và Vugleda, trong nỗ lực tìm kiếm điểm yếu của Ukraine. Pokrov, một điểm nóng chiến lược trên mặt trận phía đông, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga trong nhiều tháng qua. Quân đội Nga đã sử dụng nhiều lực lượng tinh nhuệ, bao gồm lính dù, lính thủy đánh bộ, lực lượng tác chiến đặc biệt GRU và FSB, thậm chí cả nhóm lính Wagner, để tìm cách xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực đó đều chưa thành công trước sự kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo tướng Malomuk, hàng chục lần Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tấn công Pokrov, nhưng không thu được kết quả đáng kể. Các lực lượng Nga đã gặp phải những tổn thất nhất định trong quá trình tìm cách đột phá, bao gồm hàng trăm xe tăng, xe bọc thép chở quân và các phương tiện chiến đấu khác. Trước việc không đạt được tiến triển tại Pokrov, quân đội Nga đã bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, chuyển trọng tâm tấn công sang hướng Kurakhiv và Vugleda. Đây là những khu vực được cho là có thể tạo ra sự đột phá trong hàng phòng thủ của Ukraine. Các đơn vị Nga đang cố gắng khai thác bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Hy vọng có thể đẩy quân đội Ukraine ra khỏi các vị trí quan trọng và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Ông Malomuk giải thích rằng các lực lượng Nga đang tập trung vào Kurakhiv trong nỗ lực tìm kiếm điểm yếu, sau đó mở rộng tấn công về phía Vugleda. Tại đây, họ cố gắng để lùi các lực lượng Ukraine đã được điều động đến gần Pokrov hơn, nhưng các nỗ lực này cũng gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine. Dù tình hình ở Pokrov đã được ổn định phần nào, căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực lân cận, với những cuộc tấn công và phản công không ngừng của cả hai bên. Mặc dù các lực lượng Nga đã đạt được một số thành công nhất định, quân đội Ukraine đã nhanh chóng rút lui chiến thuật ở một số khu vực gần Pokrov để bảo toàn lực lượng. Tại các vị trí mới, Ukraine không chỉ bảo vệ được tuyến phòng thủ mà còn gây thiệt hại cho lực lượng của Nga bằng các cuộc tấn công chính xác. Theo tướng Malomuk, Ukraine đã thực hiện hai nhiệm vụ chính tại đây, đó là giữ vững phòng tuyến và tiêu hao nguồn dự trữ quân sự khổng lồ của đối phương, qua đó làm suy yếu phần nào sức mạnh của quân đội Nga. Về phần mình, cựu quân nhân Ukraine Zevhen Diki lưu ý phía Nga nhận ra rằng họ không thể kiểm soát Vugleda bằng các cuộc tấn công trực diện, nên đang tìm cách tạo ra một vòng vây xung quanh khu vực này. Chiến thuật này nhằm cô lập và dần dần làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine tại đây, trước khi tung ra các cuộc tấn công lớn hơn. Trong khi đó, nhà quan sát quân sự Denis Popovic cũng nhấn mạnh rằng
tình hình ở sườn phía nam của Pokrov đang ngày càng trở nên khó khăn với Ukraine. Tại đây, quân đội Nga có khả năng sẽ tìm cách đánh bật các đơn vị phòng thủ Ukraine khỏi tam giác Nevensky, Krasnohorivka, Halysynovka. Nếu điều này xảy ra, Kharkiv sẽ đối mặt với nguy cơ lớn tạo ra thách thức cho toàn bộ khu vực.